Hello, Happy New Year mọi người. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha. Hy vọng mọi người năm mới phát tài nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chủ đề mà mọi người đã nghe đầy lỗ tai. Mình cũng đã nghe đầy lỗ tai luôn, đó là chủ đề Việt Kiều có mua nổi nhà ở Việt Nam hay không? Tại vì cái câu này là cái câu mà mấy em ở Việt Nam cũng như là những Việt Kiều mới qua hay nói nhất. Trời ơi, nghe Việt Kiều làm sao mà mua nổi nhà ở Việt Nam, Việt Kiều bán hết tài sản ở Mỹ còn mua không nổi nhà Việt Nam nước kia kìa. Cái nói chuyện, cái giọng điệu đó là chúng ta đã nghe được cũng khá khá rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người tự thấy vấn đề là chúng ta không nên cãi với mấy cái đứa ngu làm gì hết. Tại vì nếu mà nói đến những đứa ngu thì tôi nói nhiều quá đi, chúng ta không thể nào cãi hết. Trước tiên là chúng ta phải nên đặt cái câu hỏi đơn giản vậy nè. Ủa? Việt Kiều đang sống ở Mỹ, tức là Việt Kiều đang hưởng thụ cuộc sống ở trên nước Mỹ này, có đầy đủ quyền tự do, đầy đủ phúc lợi xã hội, môi trường sống, đồ everything hết. Tại sao Việt Kiều cần phải đi ra Việt Nam hay là đi qua nước nào đó để mua nhà làm cái gì? Hello, bộ Việt Kiều hết chuyện. Việt Kiều đang sống ở Mỹ, con cái đang học hành ở trường Mỹ. Nếu bệnh hoạn gì đó alo vào bệnh viện Mỹ chị. Nếu gặp gì khó khăn gọi điện nhờ cấp cứu của quả cảnh sát Mỹ tới. Ra đường thì vi vu trên xe hơi. Ủa vậy Việt Nam mua nhà làm gì? Hello, có ai có thể giải thích cho mình biết hay không? Nếu mà ai mà nói cái kiểu đó là cô chú anh chị cũng phải nên đặt cái câu hỏi đó vào, kêu người ta hãy làm ơn trả lời giùm đi. Đó, mọi người thấy không? Hết chuyện đó nha. Kể như là cái ý của mấy cái người mà nói chuyện cái kiểu đó đó, cái ý của mấy cái người ở bên Việt Nam cũng như là mấy người Việt Kiều mới qua đó đó, là họ tự ái, mọi người hiểu tự ái không? Ý họ nói họ là gì nè, Việt Kiều không có giàu bằng đại gia Việt Nam, đúng không? Ủa mắc cười quá, ở bên Mỹ cũng có đại gia vậy, muốn so không? Thôi bây giờ lấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng của Mỹ đi cho nhiều người dễ biết. So với những người là bên Việt Nam làm lương tháng 80 triệu luôn, thậm chí là mười mấy 20 triệu luôn. So đi cho so đó. Thậm chí là bây giờ lấy Việt Kiều nè, lấy Việt Kiều bình thường thôi, lương coi như vài ngàn đô một tháng, so với những người ở bên Việt Nam làm lương 8-10 triệu một tháng, thậm chí mười mấy triệu một tháng luôn. So đó, cho so đó. Đó, cho so đó, cho mấy em ở Việt Nam so luôn á. Moi ra, có gì so cứ moi ra. Đó, mọi người thấy không? Còn nói về cái mặt khác thì bây giờ á, khi mà nói tới nhà ở Việt Nam đó nha, thì bây giờ mình đặt một vấn đề lại nè. Coi những cái người nào mà Việt Kiều mới qua, tức là người thân của họ còn ở Việt Nam đúng không? Người thân của họ còn ở Việt Nam. Rồi những cái em ở Việt Nam thì mình không khỏi nói nữa, tại vì tụi nó ở Việt Nam. Thì những cái người đó đó, họ có giỏi thì họ lên Sài Gòn hay ra quận nhất, quận nào đó để mua nhà họ ở đi, đúng không? Họ có giỏi thì họ cứ qua ra quận đó ở đi. Mà thường là mấy người đó là khi mà họ lên Sài Gòn á, nếu mà họ lên Sài Gòn họ ở trọ ở đâu? Ở nhà trọ đúng chưa? Ủa vậy tại sao mà họ không ở những mua nhà ở trên Sài Gòn họ ở, mà ở nhà trọ chứ cho cực vậy? Đúng không? Ở nhà trọ dĩ nhiên nó phải cực hơn là ở nhà rồi đó. Ở nhà trọ nhiều khi trời mưa nước ngập nữa. Why? Mấy em có thể giải thích một chút không nào? Hay thậm chí những cái người mà Việt Kiều mới qua đó, đa số dòng họ thân thuộc của họ là gì? Còn ở dưới quê đồ, hoặc là ở mấy cái tỉnh đồ, thậm chí ở Sài Gòn mà ở nhà trọ nữa. Ủa tại sao mấy người đó không có dọn lên trên mua những căn nhà mặt phố quận nhất đồ mà ở đi? Ở dưới quê chỉ cho nó cực, đúng không? Ở dưới quê chỉ cho mà coi như là chăn lắm tay bụng. Ở nhà trọ chỉ cho nó cực, chặt chội nữa, rồi chung đụng nữa. Hello, mọi người thấy không? Mình vừa cho mọi người cái thí dụ là gì? Mấy người đó là chẳng qua là họ ra tô mà thôi. Trước tiên là gì? Những cái đứa mà ở Việt Nam á, nói thẳng ra là làm sao mà mấy cái đứa đó được qua được Mỹ? Nó không có đường để cho nó qua. Nó không có cái đường nào để cho nó qua hết á. Thấy không? Thí dụ mà nó không có bà con thân thuộc mà thuộc mấy cái diện bảo lãnh đi, làm sao qua được Mỹ? Trả lời gì? Cho mấy người đó trả lời luôn đó, làm sao họ qua được Mỹ? Đừng có nói là họ có tiền kiểu mà bạc triệu đô la để mà họ có thể đi mấy cái diện đầu tư nha. Thấy không? Còn những cái người mà họ mới qua đó, mọi nghĩ đi, cho họ đem tiền ở Việt Nam qua luôn đó. Họ mới qua, tức là gì? Cuộc sống Mỹ họ chưa gần. công việc của họ chưa có như ý muốn của họ, phải không? Cho họ đem tiền qua họ mua nhà luôn đó, phải không? Họ đem được bao nhiêu tiền qua? Tại vì đa số họ không có tiền. Chúng ta phải nên xác định là gì? Không phải ai mới qua Việt Nam mới qua cũng có tiền đem qua. Nếu mà họ mới từ Việt Nam mới qua mà có tiền đem qua là họ đại gia rồi. Mọi người nghĩ có chuyện đó không? Không có. Đồng ý là có một số người, nhưng mà cái chuyện đó nó rất là hiếm. Đa số là gì? Anh em bảo lãnh, hoặc là gì nè, lấy chồng, lấy vợ, ở đâu tiền họ đem qua mấy trăm ngàn. Nói chuyện đó nha. Còn về mặt khác nữa là gì? Có nhiều đứa, có nhiều người họ nói chuyện kiểu mắc cười vậy nè mọi người. Việt Kiều đó nghe, tiền đó nghe trong ngân hàng so với Việt Nam chưa chắc ai hơn ai. Mắc cười quá. Họ không biết họ nói gì mà mấy người đó nói chuyện mà họ tưởng đâu chắc ai là cũng như là lúa giống như mấy người đó. Mình nói thiệt, nói chuyện đó nghe. Bây giờ mình thí dụ nè, một cái người làm lương 5-7 triệu hay thậm chí là 10 triệu luôn đi, trừ chi phí ăn uống một tháng họ còn dư được bao nhiêu. Tức là một năm họ bỏ vào được ngân hàng bao nhiêu, và 10 năm là ra bao nhiêu, và nguyên cái cuộc đời của họ mấy chục năm là ra bao nhiêu. Tức là tính ra tiền đô á, nó không có bao nhiêu hết á, mà họ bài đặt họ so. Còn trong khi đó một cái 401k thôi là bao nhiêu, một cái tài khoản IRA là bao nhiêu, chưa tính những nhà cửa của người ta nữa. Đó là mình nói về Kiều đó nha. Đó nè, rồi mọi người nghĩ mấy người đó họ cứ tối ngày họ cứ so cái kiểu mà giống như là mọi người tưởng tượng nó giống như là những cái người mà gọi là dốt nát, mà họ đi so với những người mà trí thức cao á. Tại vì đơn giản là cái nền tảng kiến thức của họ không có, thành ra họ cứ so cái gì ra là bị bắt bài cái đó. Họ cứ đưa cái vấn đề nào ra là bị bắt bài cái đó. Mình vừa thí dụ cho mọi người đó. Nói chuyện đó nghe, họ làm một tháng không có bao nhiêu tiền hết, ăn xài cái trừ chi phí nhà cửa, nhà trọ, đổ xăng đồ này, ăn uống đồ này kia, gửi con đồ này kia, hết trơn tiền rồi. Rồi một năm họ dư được bao nhiêu, 10 năm dư bao nhiêu, còn nguyên cái cuộc đời họ mấy chục năm đi làm nó dư được bao nhiêu. Mà họ đi dám đòi họ so, mọi người thấy kinh điển không? Còn nói về mặt khác, ở Việt Nam có nhà giàu đúng, ở Việt Nam có nhiều người giàu lắm. Vấn đề là gì? Những người giàu đó họ không có thích chơi với mấy cái đứa nghèo ở Việt Nam. Mình nói thiệt, cái đó là mọi người cũng thừa biết rồi. Người giàu ở Việt Nam thường là gì? Họ giống như là họ sống ở một cái thế giới khác như vậy đó. Mọi người có bao giờ mà thấy cái đứa mà ở nhà giàu mà nó đi học chung với đứa nhà nghèo không? Ngoại trừ học đại học mình không tính nha. Mấy cái đứa mà học trong trường quốc tế đó là con nhà giàu đúng không? Thì tụi nó học trường quốc tế. Còn mấy đứa mà con nhà lao động bình thường tụi nó học ở đâu? Đừng có nói là học trường quốc tế nữa nha. Đúng không? Đó là một cái ví dụ đơn giản rồi đó. Rồi thì khi lớn lên nè ha, mấy cái đứa nhà giàu á, thường là anh đi du học đúng không? Còn mấy cái đứa mà không có giàu á, là anh đi học đâu? Nó không có được đi du học, nó chỉ ao ước thôi. Còn cái chuyện đơn giản nữa nè, những cái người mà tao có tiền á, tao ở đâu? Ở biệt thự đúng chưa? Còn những cái đứa mà nó hay ga tô, mà nó hay nói xấu Việt Kiều rồi này kia, nó hay đại khái là nó hay bưng bô rồi đó. Nó ở đâu? Nó ở nhà trọ, nó ở dưới quê, nó ở nhà cấp 4. Mọi người thấy không? Mình vừa thí dụ đó. Hai cái thế giới nó khác nhau vậy đó, mà tụi nó còn không có nhận ra được nữa. Mà tối ngày nó cứ nói xấu Việt Kiều chứ cho mệt, không biết. Mệt thiệt chứ. Thôi video nó dài, mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người một chút để mọi người thể sự thôi ha. Chúc mọi người năm mới phát tài nha. Thank you, bye bye.